Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Triều Tiên cảnh báo về những điều bất hạnh đang chờ Mỹ. NATO muốn gửi thông điệp tới Tổng thống Nga Putin. Tương lai nào cho Wagner? Sự đối đầu giữa hai đối tác thương mại lớn nhất thế giới. Chỉ huy thủy quân lục chiến Ukraine báo tin xấu từ chiến trường giữa cuộc phản công chống lại Nga. Em gái ông Kim Jong-un cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với những điều bất hạnh nếu nước này không từ bỏ chính sách thù địch nhằm vào Triều Tiên. Cái giá Mỹ phải trả cho những động thái nhằm vào Triều Tiên không bao giờ nhẹ nhàng. Và tôi cũng không che giấu sự thật rằng những điều rất bất hạnh sẽ chờ đợi Mỹ. Kim Jong-un, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nói ngày 14 tháng 7 nhưng không nêu cụ thể. Bà Kim cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ đáp trả thoải mái hơn về cả phương thức lẫn quy mô với nỗ lực của Washington để tăng cường sự hiện diện các khí tài chiến lược tại bán đảo Triều Tiên. Bà tuyên bố Triều Tiên sẽ xây dựng biện pháp răn đe hạt nhân áp đảo nhất cho đến khi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch. Em gái ông Kim Jong-un còn bày tỏ bất bình mạnh mẽ khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 13 tháng 7 họp bàn về vụ phóng tên lửa Hwasong 18 của Triều Tiên một ngày trước đó. Bà mô tả cuộc họp là bất công và định kiến, nói vụ phóng thể hiện quyền tự vệ của Bình Nhưỡng trước chính sách thù địch từ Washington. Không có lý do để chỉ trích vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM mới của Triều Tiên, bà Kim cho biết. Hội đồng Bảo an ngày 13 tháng 7 nhóm họp theo đề nghị từ Mỹ cùng một số quốc gia sau khi Triều Tiên tuyên bố thử ICBM thế hệ mới Hwasong 18, gọi đây là biện pháp răn đe mạnh mẽ đối với các đối thủ. Đại diện Mỹ và 9 quốc gia khác ra tuyên bố chung lên án vụ phóng. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc cáo buộc Mỹ cùng các đồng minh khiến tình hình bán đảo bất ổn. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song khẳng định Bình Nhưỡng phóng ICBM là đang thực hiện quyền tự vệ nhằm răn đe những động thái quân sự nguy hiểm của các thế lực thù địch và bảo vệ an ninh quốc gia. Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh gần đây liên tục leo thang. Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc diễn tập quân sự có quy mô lớn với Mỹ và Nhật Bản. Triều Tiên sau đó tiến hành nhiều đợt thử tên lửa và vũ khí thế hệ mới để đáp trả. Triều Tiên bị cấm thử hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Cơ quan này đã áp lệnh trừng phạt để đáp trả những lần thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng trước đó. Ukraine sẵn sàng trở thành thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương và nên được chấp nhận mà không cần bất cứ điều kiện nào, càng sớm càng tốt, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết trong một bài báo cho tờ Daily Mail. Không quốc gia nào nỗ lực hơn Ukraine để chứng tỏ mình phù hợp với tư cách thành viên NATO. Không lực lượng vũ trang nào sử dụng vũ khí NATO đáng gờm và hiệu quả như vậy, chính trị gia người Anh tin tưởng. Theo ông, việc bắt đầu quá trình chấp nhận Ukraine và liên minh sẽ là một thông điệp thích hợp cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý vị, sau chính biến ngắn ngủi ngày 24 tháng 6, lực lượng Wagner đạt được một thỏa thuận và rút quân. Theo đó, ông chủ Wagner Prigozhin lưu vong ở Belarus và binh lính Wagner không tham gia vào cuộc nổi loạn có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Prigozhin sau đó trên tài khoản Telegram cá nhân tái khẳng định họ ám chỉ Bộ Quốc phòng Nga muốn giải tán nhóm Wagner. Điều này cũng đã được nhắc lại trong một thông điệp được Prigozhin đăng từ ngày 26 tháng 6, tuyên bố không ai đồng ý ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và rằng công ty lính đánh thuê của ông nhất định phải ngừng tồn tại vào ngày 1 tháng 7. Những gì đã diễn ra và diễn biến tiếp theo với Yevgeny Prigozhin và Wagner thật không dễ dàng khẳng định tương lai của tập đoàn này. Hàng loạt thuyết âm mưu đã được đưa ra. Vị trí chính xác của Prigozhin vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh từ công ty Black Sky cho thấy hai chiếc máy bay có liên quan đến Prigozhin đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân ở ngoại ô thủ đô Minsk của Belarus vào sáng ngày 27 tháng 6. Trang web chuyên theo dõi chuyến bay Flight Radar 24, các máy bay đã hạ cánh gần Minsk vào lúc khoảng 8 giờ sáng và đều tắt bộ tiếp sóng trước khi hạ cánh. Flight Radar 24 cũng ghi nhận máy bay Embraer Legacy 600 mang mã nhận dạng khớp với một chiếc máy bay có liên quan đến Prigozhin trong các tài liệu trừng phạt của Mỹ, hạ độ cao ở gần thủ đô Minsk của Belarus. Trước đó, chiếc máy bay này xuất hiện trên Flight Radar 24 từ Rostov, thành phố phía nam nước Nga. Sau cuộc tuần hành vì công lý chóng vánh của Prigozhin, người ta cho rằng Tổng thống Vladimir Putin rõ ràng là rất tức giận. Tuy nhiên, Tổng thống Putin có thể không muốn Prigozhin trở thành một người tử vì đạo, và vì vậy, sự can thiệp của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko dường như rất thiên thời, địa lợi và nhân hòa.
Tuy nhiên, đi cùng với đó là nhiều rủi ro và Tổng thống Lukashenko sẽ muốn tiến hành một cách thận trọng. Đề xuất giải pháp cho số phận của Prigozhin tại Belarus có thể đã củng cố mối quan hệ của hai nhà lãnh đạo Lukashenko với Putin. Nhưng sự hiện diện của Prigozhin trên lãnh thổ Belarus lại được đánh giá là tiềm ẩn những rủi ro dài hạn, với nguy cơ một số lượng đáng kể các chiến binh Wagner thiện chiến. Một loạt các thuyết âm mưu về vai trò thực sự của Prigozhin và Wagner ở Belarus đã dấy lên. Tổng thống Putin vẫn cần những chiến binh Wagner sau khi họ chứng tỏ tầm quan trọng đối với thành công trên chiến trường. Tuy nhiên, ông có thể muốn loại bỏ những chiến binh trung thành với Prigozhin và đưa những người còn lại dưới sự kiểm soát chặt chẽ hơn của Bộ Quốc phòng Nga để giảm thiểu nguy cơ xảy ra một cuộc binh biến khác. Những người ủng hộ thuyết âm mưu này cho rằng chính việc tạo cơ hội cho các chiến binh gia nhập đoàn quân của Prigozhin sang Belarus là một cách tương đối đơn giản để xác định những người trung thành, hoặc chỉ đơn giản là quá trình thanh lọc đội ngũ. Điều này càng được củng cố sau tuyên bố của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, Hạ viện Vyacheslav Volodin ngày 2 tháng 7 xác nhận, một phần lực lượng của Wagner đã đồng ý với lời đề nghị của Tổng thống Nga Putin về việc những ai muốn bảo vệ nước Nga sẽ tiếp tục phục vụ với vũ khí trong tay. Trước đó, Tổng thống Putin tuyên bố 86 tỷ rúp, tương đương hơn 966,8 triệu USD, đã được phân bổ từ ngân sách nhà nước để tài trợ cho Wagner trong vòng một năm. Ông nhấn mạnh các tay súng Wagner được tôn trọng ở Nga vì họ thể hiện sự dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng. Một thuyết âm mưu khác cho rằng dù Prigozhin có lẽ rất biết ơn về cơ hội mà Tổng thống Lukashenko đã trao, nhân vật này thực tế hiểu rõ mối quan hệ của hai nhà lãnh đạo và việc Nga muốn kiểm soát Belarus. Do đó, Prigozhin có thể chứng minh ông ta sẽ là một tài sản hữu ích cho Tổng thống Putin khi được yêu cầu, một kiểu trở lại chiến tuyến khi có thể. Thuyết âm mưu phổ biến thứ ba, dễ hiểu, liên quan tới Ukraine. Thủ đô Kiev của Ukraine gần Belarus hơn so với Nga, và vì vậy sự hiện diện của lực lượng Wagner mang lại lợi thế hậu cần đáng kể cho lực lượng tấn công. Tuy nhiên, cũng có những phản bác cho rằng Tổng thống Lukashenko lãnh đạo một quốc gia dân chủ và sẽ cố gắng tránh lặp lại sai lầm có nguy cơ tái diễn các cuộc bạo loạn nhằm lật đổ ông sau cuộc bầu cử vừa qua. Nếu Tổng thống Lukashenko cung cấp một dạng ban đạp nào đó cho các lính đánh thuê tấn công Ukraine hay láng giềng, đây có thể bị coi là hành động leo thang vô cớ và kéo Belarus vào cuộc chiến, điều mà Tổng thống Lukashenko có vẻ như rất muốn tránh. Tổng thống Lukashenko đã nhấn mạnh Belarus sẽ không cho phép Wagner mở các trung tâm chiêu mộ binh sĩ ở nước này. Ông cho biết hầu hết vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Nga dự định bố trí ở Belarus đã được chuyển đến, nhưng lực lượng Wagner sẽ không bảo vệ chúng và khẳng định người Nga và người Belarus đang bảo vệ số vũ khí này. Không có binh lính Wagner nào bảo vệ vũ khí hạt nhân. Đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Nhiều chiến binh Wagner từng chiến đấu và có nhiều kinh nghiệm trong cuộc chiến đô thị quanh Bakhmut là mối đe dọa tiềm tàng đối với Kiev. Ukraine do đó đã tăng cường phòng thủ trước mối đe dọa tiềm tàng từ phía Bắc. Số phận của các chiến binh Wagner đang đóng quân ở nước ngoài như Libya, Sudan, Syria, Mali, Cộng hòa Trung Phi, Mozambique, Venezuela, Burkina Faso và Madagascar. Nếu tổ chức này tan rã cũng là một đề tài được dư luận tích cực bàn thảo. Trong quá trình triển khai ở các nước châu Phi, Wagner sử dụng một mô hình kinh doanh với ba yếu tố, linh hoạt kết hợp tùy thuộc vào quốc gia mà họ hiện diện. Ba yếu tố quân sự, kinh tế, chính trị được thể hiện rõ ràng nhất ở Cộng hòa Trung Phi, nơi Wagner bắt đầu hiện diện từ năm 2018. Sentry, một cơ quan điều tra của Mỹ, đã tung ra những bằng chứng bổ sung về vai trò của Wagner trong một báo cáo mới dựa trên hàng chục cuộc phỏng vấn và phân tích các tài liệu của chính phủ cùng nhiều nguồn khác. Về mặt quân sự, không có ước tính chính thức về số lượng chiến binh Wagner ở châu Phi, nhưng các nhà phân tích cho rằng con số này vào khoảng 5.000 người, với hầu hết trong số này ở Mali và Cộng hòa Trung Phi. Sentry cáo buộc Wagner thực hiện các vụ thảm sát, tra tấn và lạm dụng. Về kinh tế, trọng tâm mô hình kinh doanh của Wagner là tiền đổi lấy bảo đảm an ninh. Wagner bị nhiều người xem là khó có thể vận hành như một doanh nghiệp có hệ thống, mà thay vào đó là một tập đoàn lỏng lẻo với một mạng lưới các công ty con. Tháng 1 năm 2023, Mỹ đưa Wagner vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia phải đối mặt với các lệnh trừng phạt. Minh bạch về doanh thu hoặc lợi nhuận của nhóm này gần như là bất khả thi. Song có vẻ châu Phi là một phần quan trọng trong bộ máy kiếm tiền của tập đoàn này. Về chính trị, không có quốc gia châu Phi nào bình luận về các sự kiện xảy ra cuối tháng 6 tại Nga. Song sau những bất ổn và cuộc binh biến, truyền thông đang đặt câu hỏi rằng liệu các quốc gia khu vực có băn khoăn về tương lai hợp tác với Nga.
hàng loạt câu hỏi đang được đặt ra xung quanh sự hiện diện của lực lượng bán vũ trang này trên lục địa đen, nơi mà kể từ năm 2018, Wagner đã gây dựng được mạng lưới rộng lớn từ Sudan đến Cộng hòa Trung Phi, qua Mali và Libya. Để trấn an các đồng minh ở châu Phi, Moscow cam đoan rằng các sự kiện cuối tháng 6 sẽ không làm thay đổi bất cứ điều gì trong hoạt động của nhóm ở lục địa này. Các thành viên của Wagner hoạt động tại Mali và Cộng hòa Trung Phi với tư cách là những người huấn luyện và công việc này tất nhiên sẽ tiếp tục. Theo nhiều tờ báo và hãng tin phương Tây, tập đoàn Wagner tiếp tục tuyển quân khắp nước Nga, chỉ vài ngày sau cuộc binh biến. Danh sách các đầu mối liên lạc của Wagner chủ yếu đặt tại các câu lạc bộ thể thao, bao gồm các trường võ thuật và các câu lạc bộ đấm bốc. Tuy nhiên, trang tin Novaya Gazeta dẫn thông báo của tập đoàn Wagner trên Telegram rằng do Wagner tạm thời không tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và chuyển đến Belarus, chúng tôi đang tạm dừng hoạt động của các trung tâm tuyển quân khu vực của Wagner trong khoảng thời gian là một tháng. Tính đến ngày 30 tháng 6, ít nhất 21 trung tâm tuyển dụng ở 20 thành phố của Nga đang tuyển quân cho Wagner và hơn một nửa số trung tâm tuyển dụng thừa nhận mối liên hệ với Wagner. Nhiều năm phủ nhận có bất cứ liên hệ chính thức nào với nhóm Wagner, Tổng thống Putin dường như đã đột ngột thay đổi sau cuộc binh biến. Ngày 24 tháng 6, ông ký một luật quy định rằng chỉ Bộ Quốc phòng Nga mới có thể tuyển quân từ các nhà tù của Nga. Trước đây từng được cho là nguồn tuyển quân chính của nhóm Wagner để chiến đấu ở Ukraine. Người đứng đầu lực lượng vệ binh quốc gia Nga Viktor Zhulotov tiếp đó cho biết lực lượng này có thể được trang bị xe tăng và xe bọc thép sau khi quân đội nhận lại khí tài quân sự từ Wagner. Bình luận của ông Zhulotov được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đang chuẩn bị tiếp nhận khí tài quân sự tịch thu của Wagner sau vụ nổi dậy. Những diễn biến bất thường và chấp nhoáng hồi cuối tháng 6 đã để lại nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Rất khó để biết rõ điều gì đã xảy ra, và vì vậy cũng khó có thể đảm bảo chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Do vậy các quân cờ đã được di chuyển, cùng với đó là những mối đe dọa và cả các cơ hội mới. Theo thời gian, chân tướng có lẽ sẽ dần hé lộ. Chuyến công du 4 ngày đến Trung Quốc của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen được đánh giá là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Mặc dù có nhiều điểm bất đồng, căng thẳng giữa hai nước, nhưng sự phụ thuộc lẫn nhau về thương mại, đầu tư là điều không thể phủ nhận. Thực tế, cả Mỹ và Trung Quốc đều không muốn làm cho tình hình trở nên xấu hơn sau những diễn biến gần đây, đặc biệt với Mỹ. Tuy vậy, thế giới sẽ chứng kiến những đợt nắn gân nhau cho đến kỳ bầu cử tổng thống mới của Mỹ. Căng thẳng dai dẳng, trực chờ bùng phát. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc từ cuộc chiến tranh thương mại 2018 đến 2019 được tạm lắng sau khi hai nước tạm thỏa hiệp với nhau với thỏa thuận Phase One ký vào tháng 1 năm 2020, thỏa thuận về thương mại giai đoạn 1 liên quan đến việc giảm thuế và tăng mua nông sản. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, những tín hiệu đối đầu mới đã xuất hiện và leo thang trong các vấn đề thương mại đầu tư. Đó là chưa kể những vấn đề chia rẽ khác về địa chính trị như cuộc xung đột Nga-Ukraine, vấn đề lãnh thổ Đài Loan và Biển Đông. Với Mỹ, những chính sách Trung Quốc tạo ra cạnh tranh bất bình đẳng như hỗ trợ cho các doanh nghiệp có vốn nhà nước, tạo ra những rào cản khiến doanh nghiệp Mỹ không thể gia nhập được thị trường Trung Quốc, hoặc những nội dung khác như đe dọa an ninh quốc gia và nhân quyền là những vấn đề cốt lõi khó nhượng bộ. Vì vậy gần đây, chuyện hạn chế xuất khẩu các thiết bị máy móc trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn của Mỹ, hạn chế sử dụng dịch vụ điện toán đám mây Cloud Computing Service dẫn đến những trả đũa của Trung Quốc trong việc hạn chế xuất khẩu một số nguyên liệu hiếm, cấm một số hãng chip của Mỹ kinh doanh ở Trung Quốc. Trong lĩnh vực đầu tư, việc Mỹ hạn chế một số doanh nghiệp niêm yết của Trung Quốc cũng đã dẫn đến việc trả đũa của Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc gây khó dễ các nhà đầu tư Mỹ muốn tiếp cận thị trường nhiều tiềm năng này trong bối cảnh định giá của một số loại tài sản ở Trung Quốc trở nên hấp dẫn hơn ở các nước đã phát triển. Sự phụ thuộc quá lớn, khó tách rời nhau một sớm một chiều. Cả Mỹ và Trung Quốc đều biết rằng một sự tuyệt giao về kinh tế là không thể và hệ lụy của nó sẽ rất lớn nếu đẩy nhanh tiến trình này. Điều này được thể hiện qua kim ngạch thương mại giữa hai nước đã có những cải thiện đáng kể sau giai đoạn gián đoạn vì chiến tranh thương mại và COVID-19. Trong suốt thời gian dài trong quan hệ thương mại song phương, Mỹ luôn là bên nhập siêu. Chỉ tính riêng giá trị hàng hóa nhập siêu giai đoạn trước COVID-19, mỗi năm Mỹ nhập siêu khoảng 350 đến 400 tỷ đô la. Vì COVID-19, năm 2020, nhập siêu hàng hóa từ Trung Quốc của Mỹ giảm xuống còn 307 tỷ đô la. Nhưng qua năm 2021 và 2022 đã tăng lên lần lượt 353 tỷ và 382 tỷ đô la.
Xét về con số tuyệt đối, cả Mỹ và Trung Quốc đều là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu lẫn nhau. Tuy vậy, các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Mỹ sang Trung Quốc ngày càng có dấu hiệu suy yếu. Nhóm hàng chế biến chế tạo của Mỹ xuất khẩu qua Trung Quốc có xu hướng đi ngang và thấp hơn nhiều so với thỏa thuận Phase One đã được ký kết. Trong khi đó, sản phẩm nông nghiệp và năng lượng cũng là mặt hàng chủ chốt Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc lại có khó khăn riêng. Mặc dù thời gian qua, nhờ giá thị trường hàng hóa tăng nên tổng giá trị xuất khẩu tăng, nhưng sự phụ thuộc của Trung Quốc vào Mỹ ở hai mặt hàng này ngày càng giảm. Ngược lại, Mỹ vẫn nhập khẩu nhiều thiết bị điện tử, máy móc, đồ chơi và đồ thể thao, đồ gỗ, may mặc từ Trung Quốc. Giảm phụ thuộc và nắn gân lẫn nhau. Để cạnh tranh vị trí số 1 của Mỹ trên nhiều lĩnh vực, Trung Quốc đã và đang thực hiện chiến lược đa dạng hóa và giảm dần phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Việc tạo ra các ảnh hưởng mới ở các thị trường như Đông Nam Á, Mỹ Latin là cách Trung Quốc tăng tỷ trọng thương mại với các nền kinh tế khác ngoài Mỹ. Về phía Mỹ, điều tương tự cũng diễn ra, nhưng có lẽ sẽ chậm hơn và tốn kém hơn, vì việc thu hẹp và dịch chuyển sẽ có chi phí cao hơn việc phát triển mới. Lấy thí dụ, một doanh nghiệp Mỹ dịch chuyển từ nhà máy Trung Quốc sang Indonesia sẽ tốn kém hơn nhiều so với một doanh nghiệp Trung Quốc mới mở nhà máy ở đây. Đại dịch COVID-19 cũng là lực đẩy khá quan trọng, khiến nhiều doanh nghiệp Mỹ đẩy nhanh quá trình điều chỉnh chuỗi cung ứng toàn cầu. Sau chuyến công du của Ngoại trưởng Blinken, chuyến công du của bà Yellen được cho là động thái thiện chí của Mỹ trong việc giảm căng thẳng với Trung Quốc, không muốn để tình hình trở nên xấu đi. Thông điệp của Nhà Trắng được gửi qua bà Yellen là Mỹ không muốn cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Mối quan hệ giữa hai nước không phải là trận đấu mà người thắng lấy hết. Điều quan trọng là cả hai bên cố gắng kiểm soát tình hình. Có điều, cuộc chạy đua cho đợt bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024 đã bắt đầu, và lá bài Trung Quốc là một trong những lá bài quan trọng của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Lịch sử cho thấy, nửa sau nhiệm kỳ là giai đoạn các Tổng thống đương nhiệm muốn tạo dấu ấn và lấy phiếu bầu. Do đó, các chính sách ủng hộ doanh nghiệp nội địa, lợi ích quốc gia sẽ được đưa lên tuyến đầu, và đây sẽ là những đòn nắn gân mà Mỹ nhắm vào Trung Quốc. Nếu vậy, Trung Quốc cũng sẽ sẵn sàng có những chính sách trả đũa. Một sự đối đầu giữa hai đối tác thương mại lớn nhất thế giới, đầy phức tạp và khó lường được đặt trước. Mỹ và Trung Quốc đều không muốn làm tình hình trở nên xấu hơn. Tuy nhiên, hai nước vẫn sẽ tiếp tục đối đầu nhau cho đến kỳ bầu cử Tổng thống mới của Mỹ. Các binh sĩ thuộc lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 36 đang trở thành lực lượng mũi nhọn trong cuộc phản công của Ukraine để giành lại lãnh thổ Nga đang kiểm soát ở miền nam Ukraine. Tuy nhiên, Đại tá Viktor Sikora, chỉ huy lữ đoàn vừa nhận một tin đáng lo ngại. Theo New York Times, Đại tá Viktor Sikora nhận tin đáng lo ngại rằng quân Nga đang tận dụng thời gian để xây dựng công sự khác phía sau phòng tuyến của họ ở miền nam Ukraine. Đại tá Sikora nói, họ vẫn đang xây dựng hệ thống phòng thủ. Họ tiếp tục làm điều đó, ngay cả khi Ukraine đang tiến lên, dù chậm trong cuộc phản công ở phía nam của đất nước. Lữ đoàn của Đại tá Sikora đã trở thành mũi nhọn trong cuộc phản công của Ukraine và đã tiến được khoảng 8 km. Trong tuần qua, Đại tá Sikora đã giám sát một cuộc tấn công vào một khu rừng được bao quanh một phần bởi địa hình trũng thấp đầm lầy. Các lực lượng Nga đã đào sâu các công sự và khai thác mặt đất vững chắc xung quanh để hỗ trợ các phương tiện bọc thép. Ông cho biết, bộ binh đã tiến vào rừng và chiến đấu với lực lượng Nga ở cự ly gần. Chúng tôi là lính thủy đánh bộ, chúng tôi thiện chiến, ông tuyên bố. Theo Đại tá Sikora, một đại đội lính Nga, khoảng 80 người đã được giao nhiệm vụ đào các chiến hào. Ông Sikora cho biết, lữ đoàn của ông đã đạt được một bước ngoặt quyết định khi chiếm được hai bong ke và một đường hào ở bìa rừng, phần nào cắt đứt khả năng tiếp tế cho nhóm quân của Nga và buộc họ phải rút lui. Cuộc giao tranh đã khiến một số lính Nga bị bắt làm tù binh. Chúng tôi muốn đổi họ lấy những binh lính của chúng tôi, Đại tá Sikora nói về những tù binh Nga đang bị giam giữ. Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 36 của Ukraine bị bao vây tại thành phố Mariupol và hơn 1.000 lính thủy đánh bộ của lữ đoàn đã bị quân Nga bắt làm tù binh. Về nỗ lực tiến lên của Ukraine trong cuộc phản công, ông Sikora thừa nhận nó sẽ không diễn ra theo tốc độ mà chúng tôi mong đợi. Trong hơn một năm, đối phương đã củng cố ở đây. Vị đại tá Ukraine tiếp tục cho biết, người Nga hiện đã hoàn thành phòng tuyến thứ ba. Họ đặt thêm các rào chắn xe tăng bê tông thuộc loại mà người Ukraine gọi là răng rồng và họ đã triển khai thêm quân đội. Thật không may, chúng tôi không có đủ vũ khí chính xác để tấn công các mục tiêu ở tầm xa phía sau chiến tuyến của Nga, ông Sikora tuyên bố. Ông nói các hệ thống phòng thủ bổ sung sẽ làm chậm bước tiến của Ukraine hơn nữa. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!